dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mùa trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Trinh à, con buồn lắm hả con? Ba, ba mới về hả ba? Con đâu có buồn gì đâu ba. Tại con thấy sách vở để lâu ngày bụi bám, sợ nó hư uổng, nên con mới đem ra lau chùi cho sạch thôi mà. Trinh à, ba biết con là một đứa con gái ngoan, con ham đi học lắm phải không con? Dạ, nhưng mà con nghĩ ở nhà đỡ đần cho ba má như vậy cũng vui lắm ba. Trinh à, ba thật vô tâm để cho con buồn bã bao hôm. Có biết bao nhiêu điều đắng trở, nhưng con không một lời than thở. Con càng chịu đựng âm thầm, ba càng thấy xót xa hơn. Ba, con cảm ơn ba đã và thương yêu và lo lắng chu toàn. Rồi mai một cả đời, con đừng nên cam phận thiệt nghi thòi. Ba biết rằng con vẫn thiết tha mong ngày trở lại ngồi dưới mái vườn và bây giờ đã sắp vào hè, con đã mất đi một năm học quý giá. Thời gian ơi, thời gian làm sao quay trở lại để cho tôi tìm thấy mình với cái tuổi học trò ngây thơ trong sáng, để cho tôi còn nghe được những giọng cười giòn tan những pha lê trong suốt, soi rõ từng niềm vui của thuở được ôm sách vô trường. Còn đâu bước chân tung tăng trên những con đường, áo trắng nữ sinh đón chào ngày mới rộn rã sân trường như trong đập ngũ liên. Thưa kính chào thầy chào cô, vui cười với bạn, im lặng nuốt từng lời giảng để nhập tâm xây dựng con người tự.
từ đấy để thành nhân cách. Ôi như lâm phấn trắng bạc đen, một chữ cũng là thầy. Ôi thì ta tiếng con lòng nghề ba, chào dân thương xót nghe, cùng bởi ba vô tâm để rồi con phải khổ. Sầu ba sướng vui chi, con hân hở là ba mừng trong già. Lo lắng cho con đó là bổn phận của mẹ cha muôn quá không dời. Rồi con sẽ được trở lại trường xưa, cùng mẹ bạn nối tiếp quãng đời thơ mộng. Con có nụ cười trọn vẹn và giọt lệ sầu không còn đọng trên mi. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Con khờ quá, sao lại cảm ơn ba chứ? Đó là bổn phận của ba mà. Thôi, ba thèm cà phê quá rồi, cô Út có cho ba một ly không? Ừ? Dạ thưa ba, có liền. Chào dì Ánh, dì khỏe không? Cảm ơn cháu. Hôm qua gặp nữ ở ngoài đường, cô ấy hẹn sáng nay đến. Chị con xin hẹn lại dì vào sáng mai. Trời ơi, phải như dì biết sớm thì đâu có mất mối của bà chủ sạp vải ở trong chợ. Uổng thiệt á, dì thông cảm cho chị con nghe. Dì Ánh, sao dì nhìn con dữ vậy? Trinh à. Dạ. Cháu có hai đồng tiền đẹp thiệt á. Đẹp thiệt hả dì? Ừ. Nhưng mà con thấy vẫn bình thường thôi mà. Trinh à. Dạ. Không dám nào, cháu cho dì Ánh xin miếng nước để uống thuốc được không? Ủa, dì bệnh hả dì? Thôi thôi, mời dì vô nhà nghỉ chân một lát đi. Đẩy xe vô đây nè dì. Dì ngồi đây đi, con vô rót nước nha. Hay là mời dì xuống bếp, con đang nấu dở dang nè. Dì nghỉ mệt một lát. Cảm ơn con nhiều lắm. Bây giờ mình mới để ý, con nhỏ có hai má lúng đồng tiền thiệt là dễ thương làm sao. Không biết năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi. Dạ con mời dì uống nước. Dì có đem thuốc theo không? Để con lấy luôn nha. Khỏi, dì có mang theo đây nè con. Trinh à. Dạ. Để dì làm móng tay cho con nghe. Dạ thôi, con mới quen dì à. Con ngồi xuống đây đi. Dì quý con lắm, con giỏi quá. Hôm trước con nói con đang đi học dở dang lớp 11. Vậy năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nếu tính tuổi theo giấy tờ á thì còn gần 3 tháng nữa thôi, con sẽ được 18 tuổi rồi. Mà dì hỏi để làm chi vậy dì? Dì thấy con siêng năng, đảm đang và thức hành, không giống như những cô gái của người ta. Ý cha mẹ giàu, rồi lên mày lên mặt, ăn chơi đua đòi,
chạy theo lối sống thời thượng, phá gia chi tử chẳng nghĩ tới tương lai. Dạ cũng do là cha mẹ con thường răn dạy, vẫn làm con thì phải ăn ở cho phải đạo, kính trên nhường dưới để cùng nhau xây dựng cho được một nếp nhà trong thời buổi hiện nay. Nghe con kể vì càng cảm phục vô cùng, cha mẹ hiền lành để đức lại cho con, nhưng coi bộ má con khó tánh hơn người, để bù lại cho ba con hiền lành thụ động đó thôi. Trinh nè, dạ nếu con sợ làm móng tay á, rồi ba ở nhà biết thì thôi, vì tình nguyện làm lại móng chân cho con. Ý không có được, con mới quen sơn phết. Không, vì không có sơn đâu, dì chỉ cắt da nè, vuốt móng cho đều thôi, không có tính tiền đâu. Với lại chân cẳng của mình ai thèm để ý. Nè, con gái sửa soạn chút mới được chứ. Con vô lấy thau ngâm chân đi con. Dì nói quá à, làm con khó mà từ chối. Đi đi mà. Thôi thôi, để con vô lấy thau nước nghe dì. Cái nhà này nghĩ cũng lạ, họ đâu có nghèo túng gì đâu mà cho con nghỉ học để làm việc nhà. Cư xử sao mà như mẹ ghẻ con chồng. Hay là con xin con lượm gì đây. Thiệt tội nghiệp con nhỏ, nó đẹp không thua gì hoa hậu minh tinh ha. À, dì ơi, làm lẹ lẹ nghe dì. Được rồi, lẹ mà, con đừng có lo. Nè, dạ, ngồi xuống đi, ngâm hai chân vô đây đi. Dạ, được rồi, được rồi. Thảo Trinh nè. Dạ. Cho dì Ánh hỏi câu này nghe. Dì Ánh hỏi đi. Hai cái má lúng đồng tiền của con á, là do trời sinh hay đi thẩm mỹ viện vậy? Cười quá dì Ánh ơi. Đây á là của cha mẹ con sinh ra, chứ đâu có ông trời hay là thẩm mỹ viện gì đâu. Ý, sao cái bớt son của con á lại nằm ở đầu ngón chân cái? Lạ thiệt nha. Mà nó đỏ ghê vậy ha. Dì thấy nó có gì đặc biệt không dì? Trước hết á là dì thấy nó đẹp ghê. Cái vết tròn tròn đỏ đỏ từ trước đến nay á dì chưa từng gặp đó nghe. Các đặc biệt ở thân thể của con có được hai thứ thì dì biết hết rồi. Thứ nhất son, cái bớt sơn ở đầu ngón chân thật là chỉ có ba má con ganh mà thôi. Anh Lý chị nữ cũng không để ý bao giờ, hôm nay bị gì phát hiện ra. Nói vậy thứ ba là thứ gì được quyền nhìn cái bớt son, phải vậy không con? Con biết không, làm như ông trời cũng có hậu ý đó. Nhiều đứa bé đi lạc nhờ các đặc điểm ở cơ thể mà sau này tìm lại được cha mẹ ruột của mình đó. Nhưng trường hợp của con thì khác cái gì? Đúng rồi, làm sao con giống những đứa trẻ đó được. Trinh à. Dạ. Con thấy sao? Con nhìn 10 đầu ngón chân của con coi, gọn nè, sạch và đẹp nữa phải không? Đẹp lắm dì. Vừa ý chưa? Vừa ý chứ, nhưng mà dì đừng có tập cho con ghiền. Con ít thì giờ để làm đẹp lắm dì ơi. Con gái sửa soạn một chút chứ. Thôi dì đi nghe con. Dạ. Lúc nào thuận tiện á dì sẽ đến làm cho con ha. Dạ. Con cảm ơn dì. Hay là dì nán lại chờ con múc bò kho bánh mì cho dì ăn nha. Thôi cảm ơn con, dì cử ăn thịt bò. Thôi dì đi nghe. Dạ. Anh chị và cháu thấy sao? Ta chọn tấm này để đưa cho báo đăng nghe. Phải chọn thêm một số kiểu khác nữa chứ, vì để cho ban tổ chức đưa vào các tờ bướm giới thiệu số thí sinh tham dự mỗi ngày. Thủ tục dự thi xong rồi, nhưng vấn đề tài trợ tại sao chưa nghe nói tới vậy anh Nhàn?
ơi má, tấm này đẹp chứ nè má. Mình đưa tấm này để chú đăng bìa đi. Cháu thích tấm này phải không? Để chú rửa thêm cho. À chị à, còn việc chị vừa hỏi tôi á, thì tôi xin được thưa rằng người ta hẹn gặp tôi vào lúc 9 giờ sáng tại ngay văn phòng. Khi về tôi báo lại chị sao để xem kết quả có khả quan không nào. Nếu cần tôi cũng sẵn sàng đi theo để làm tài xế cho anh. Thì chưa được làm như vậy đâu anh à. Anh cứ thả chờ lần gặp kế tiếp. Nếu được thì anh hoặc chị đi luôn. Quan trọng là mấy vị ở hai ban, ban tổ chức, ban giám khảo ta phải o bế từ bây giờ. Tới chừng đó cháu nữ sẽ phải cùng đi với chúng ta. Đi đâu thì đi, nhưng phải có một người thường trực ở cửa hàng này. Chỗ làm ăn mình là chỗ bỏ đi hết, mất khách đó. Mấy chuyện đó dễ mà em. Anh Nhàn à, anh cầm chút đỉnh đổ xăng. Còn tiền hình khi nào xong đợt rửa này tôi sẽ thanh toán riêng. Còn việc đăng ảnh của cháu bao giờ có vậy anh? Khoảng cuối tháng. Sao lâu vậy chú? Cháu có biết như vậy là tóc hành hơn người ta rồi không? Mình bóp kèn qua mặt nhiều người lắm đó cháu à. À, xin phép anh chị cho tôi gọi điện đến công ty, mình sẽ xin tài trợ nghe. À, được, được. Anh cứ gọi. Dạ, cảm ơn anh. Alo. Dạ, cho tôi hỏi, có phải công ty áo tắm quốc tế về nữ không ạ? Dạ thưa, tôi là nhiếp ảnh Thanh Nhàn. Xin cho tôi được nói chuyện với ông trưởng phòng kinh doanh tiếp thị. Dạ. Dạ. Tôi sẽ chờ. Thủ kho to hơn thủ trưởng. Tài này nói tiếng Việt không chừng rành hơn chúng ta đó. Alo. Sao? Ông ấy đi vắng à? Dạ cảm ơn. Tôi sẽ gọi điện đến sau. Chào ông. Thôi bây giờ tôi về tòa soạn làm việc với ông thư ký về việc đăng ảnh cho cháu. Chào anh chị. Chào cháu nữ. Dạ, anh về. Hẹn gặp lại nha anh Nhàn. Cháu cảm ơn chú. Để biết tình cảm của anh dành cho em đặc biệt đến nhường nào. Phố xá đông người lòng chợt vắng, dáng em ẩn hiện dưới màn mưa. Tớ trời cao quá không sẽ được nên mới gặp nhau phải gọi người xưa. Anh Nhàn. Xuân ơi, em phải sống cho em để hưởng thêm hương vị ngọt ngào của nguồn ấm biển ấy. Khi con tim đang rực cháy lửa yêu đương, nhan sắc của em là nguyệt thẹn hoa nhường. Đừng khép kín mà thiệt thòi em hỡi, hãy đến với nhau bằng tấm lòng cởi mở, bằng sự cuồng nhiệt của tình yêu ẩn chứa bao ngày. Ôi xuyến sao tâm hồn duyên không đời.
bóng bờ môi. Chúa dù yêu lòng cũng xin đừng làm tôi gục ngã. Lương tri ơi xin hãy gọi Kim Xuân. Em đừng quên, lúc nào anh cũng yêu em, anh cũng nhớ em tha thiết. Vị trí của em đang nằm ở đây nè. Thôi, bây giờ em phải về. Rồi bao giờ mình mới được gặp lại? Còn phải gặp lại nữa sao anh? Anh đã hết trách nhiệm với con em đâu. Em chưa biết được, mà có thể em rút tên dự thi của con em. Đừng, em đừng nông cạn như vậy chứ, không có nên đâu. Thôi được, em về đi, và đừng bao giờ quên buổi sơ ngộ hôm nay. Đi học của con Trinh ra đây để nói với em. Chẳng lẽ ta cứ bỏ qua hoài rồi con nhỏ nó dở dang việc học sao em? Cũng được chứ sao, anh đau lòng lắm hả? Nói vậy chỉ có một mình anh đau, còn em, em là mẹ nó, em không buồn à? Em có biết không, gần cả năm nay có một điều làm anh rất nghi băn khoăn. Nếu như con hư đốn thì nó không xứng đáng chi. Đằng này nó lại sắc ngoan. Vợ chồng ta phải suy nghĩ lại, làm thế nào đừng để thiệt cho con, rồi làm sao tranh tiếng đời dị nghị. Và trên hết là lương tâm căng xe, vì chúng ta trách nhiệm không còn. Đâu có xa chi khi thu xếp cho nó chuyện học hành, nhưng em muốn anh phải nói rằng sự thật mà anh che giấu bấy lâu, vì em quá tin anh và nhẹ dạ thương người, nên 18 năm trời màn kịch này anh diễn rất hay. Kìa Xuân, em nói gì lạ vậy? Ai diễn? Và đó là màn kịch gì? Em nói gì anh không hiểu? Chính anh đã bày ra màn kịch đó. Anh còn nhớ ông ấy nói ở quê của ông ở Vũng Liêm. Từ Vũng Liêm của ông đến Mang Thít của quê mình đâu có xa. Mà hồi đó, lúc ba má còn sống, anh đi đi về về hoài à. Tôi biết mà, chém tôi chết, tôi cũng cứ nói Thảo Trinh là con rơi của anh mà.
Trời đất ơi, bà vợ yêu quý của tôi ơi, thì ra là vậy. Hèn gì, với con nhỏ, lúc thì em thương như đứt ruột đẻ ra, lúc lại lạnh nhạt nghiêm khắc không khác gì tôi tớ, thì ra là như vậy. Anh cười trên cái sự ngu si dễ tin của tôi đó hả? Anh nói đi, anh đừng có đánh trống lảng nữa. Kim Xuân, anh yêu cầu em nên sáng suốt. Em đánh giá con người của anh thế nào? Mấy chục năm nay anh sống vì vợ vì con chưa đủ sao? Tại sao em có thể nghĩ ra được câu chuyện này? Anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng gấm ra vẫn còn mai. Bây giờ anh lại cho là mai, quả thật là anh đã xem thường. Mới qua mặt em gần 20 năm dài, gần mẹ không được, thôi thì gần con, có phải vậy không? Kim Xuân à, nếu anh không phải là người đàng hoàng thì anh đã không chịu khó như thế này. Để chỉ có một đường mà đi, anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ vui có sẵn trên đời này vì con mình rất cần. Cha mẹ là một tấm gương để soi chung, vậy anh xin em đừng khuấy động mà làm cho đảo lộn một nếp nhà. Cha con chồng vợ trên dưới một lòng, không phải dựng xây trên bãi cát. Nhưng ở trong tôi dường như có cơn bão, làm sao lấy lại được niềm tin mà nó âm ỉ lung lay. Kể từ khi con Trinh nó nghỉ học đến đây. Kim Xuân ơi, vợ chồng mình sống với nhau từ một cuộc hôn nhân do mẹ cha cưới gả. Lúc đó anh là một chàng trai nông dân, dai trần, chân đất. Còn em là một cô thôn nữ ngây thơ, siêng năng, hiền hậu. Chiều chiều đánh trâu về quả ngõ nhà em, con mắt anh liếc ngang liếc dọc để lén được nhìn em đang thổi lửa nấu cơm cho khỏi bếp quyền quanh nhà. Mây trắng mây xanh bay phủ là đà, anh gửi tiếng lòng theo lời con sáo sầu. Ơi này cô bé nhỏ xinh xinh, trước sau gì ta cũng cưới mình, cho duyên ta thắm cho tình ta sai. Sợ em không biết con chim nhà ai, anh phải xách cái ấy lòng đi lên rồi đi xuống. Phải nhớ đọc câu này: muốn người ta, người ta chưa muốn, có kẻ xách cái lòng chim đi xuống đi lên. Mới nghe qua thì có hơi nhột, nhưng từ trong tầng đáy tim này anh biết đó là bài. Mẹ cha anh vội vàng bước tới, cao năm quầy,
trầu tới nửa thiên, rồi chúng mình cũng nên nở nên duyên. Cha mẹ đôi bên phụ thêm đồng vốn, vợ chồng mình bôn ba đi lên thành phố, ráo riết học nghề tạo dần tương lai. Nhớ cái ngày đặt chân xuống con đò nhỏ để ra lộ lớn đón xe, bỗng nhiên chỉ đưa đò cất tiếng hò khe bồ trở lại về đông làm thân con gái, hò làm thân con gái phải thờ chồng Thảo Trinh là con riêng của anh với ai đó. Em ơi đừng nên xúc phạm mẹ chồng mình. Anh mong rằng đây là lần cuối cùng ta đề cập đến chuyện này. Còn thực tế thì có lẽ ta phải mướn người làm em à. Em đồng ý không? Đồng ý là mướn. Nhưng mướn ai? Anh thấy chỉ có dì ba mới hiểu ý mọi người trong nhà mình. Với lại mình tin tưởng dì ấy được mà, phải không em? Em sợ cái lần ấy có hơi lớn tiếng nên dì còn giận. Thì cũng chính vì giận nên dì ấy mới lấy cớ là lớn tuổi về nhà cho con cháu nuôi. Chứ thật ra mình nuôi dì ấy đến ngày trăm tuổi, con cháu của dì ấy cảm ơn không hết nữa. Thôi được rồi, để ngày mai em về quê rước dì ấy lên. Anh thấy làm sao? Nói là làm, nhưng mà em nhớ dặn dì ấy phải tiếp tục kính điện như từ trước tới nay. Còn cái vụ con Thảo Trinh, em biết rồi mà. Vậy là ổn nha. Từ nay về sau anh cấm không được nghi ngờ đó. Thôi đừng nhắc nữa. Còn chuyện này nè, em muốn anh có ý kiến quyết định luôn. Chuyện gì đó em? Em không muốn cho con Ngọc Nữ thi ba cái vụ người đẹp gì đó. Rồi rồi, hết chuyện này tới chuyện khác. Dường như dạo này em hơi thất thường. Thôi em à, còn gần một tháng nữa là vào cuộc thi. Với lại vợ chồng mình đã đầu tư vào đây cũng bộn rồi. Kệ, thi cho biết với người ta. Con thi trường học, cha mẹ thi trường đời mà. Còn mới, nhưng nếu đừng có chật quá thì mặc cũng được. Uổng ghê á. Đây rồi còn phải tốn tiền ba má để mà mua cái mới nữa. Trinh ơi, chỉ có dì Ánh mới đến nhà mình vào giờ này. Mà sao từ hôm mà biết chuyện của dì á, tự nhiên cái mình có cảm tình với dì ấy ghê vậy đó. Trinh ơi, được rồi, chờ chút ra liền đây. Đó không có sai chút nào. Biết ngay là gì mà. Vô nhà đi dì. Con bắt đầu ghiền dì làm móng tay móng chân cho con rồi đó nghe. Dì con đó hả? Dạ. Dì sao vậy? Trinh ơi. Dạ. Nhìn thấy con vui vẻ dì cũng vui lây đó. Hôm nay mình đâu có làm móng tay hả dì? Mới mấy ngày mà.
con cho dì thất nghiệp sao? Dì nhớ con lắm nên mới ghé đây đó. Dì đừng có buồn, con báo cho dì tin này ha, chắc chắn là dì sẽ vui lây với con liền. Tin gì đó, nói cho dì nghe đi. Con sắp được đi học lại rồi. Vui thiệt à? Dì vui lắm đó. Dạ, ba má con á mới mở một phiên họp kín vào tối hôm qua. Thì em con có được dự không? Nếu dự thì đâu còn gì là kín nữa. Dì lẩm cẩm quá. Dì ơi, và kết quả của phiên họp kín này là con được đi học lại đó dì. Dì biết không, con mừng mà nước mắt cứ rơi rơi, vui tới không mới là kỳ. Ba nhìn con hết sức cảm động, còn mẹ hơn con thì chung chung. Trời ơi, hạnh phúc quá vậy anh ơi. À, bây giờ con có việc này con muốn nhờ dì. Dì có sẵn sàng giúp con không? Việc gì dì cũng làm cho con được hết. Con nói đi. Con muốn nới mấy cáo dài này nè, để mà mặc đi học. Trời ơi, con nghĩ chưa có đầy một năm mà cái nào cũng chật hết á. Con đưa đây, dì sửa cho. Nghề của dì trước đây mà. Ủa, trước đây dì làm thợ may hả? Đúng vậy. Nhưng ngồi một chỗ hoài, dì buồn quá, cứ khóc hoài à. Nên khi thấy người bạn làm nghề này cũng hay hay, nên dì chuyển nghề. Nhờ vậy được đi đến nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đời, cười ra nước mắt. Có chuyện gì vui vui á, dì kể cho con nghe đi. Mà dì đừng có kể chuyện buồn à nghe. Được rồi, dì sẽ kể. Nhưng với một điều kiện. Ý, bữa nay dì ánh biết ra giá nữa hen. Điều kiện gì? Ý, bữa nay con có làm móng tay đâu à? Điều kiện đó là đây nè. Cái bớt này không hiểu sao lúc nào nó cũng ấm ảnh trước mắt dì. Trinh ơi, thấy con, dì nhớ con gái của dì quá. Phải nhưng con là con của dì thì hạnh phúc biết chừng nào. Dì Ánh, dì đừng làm con sợ. Mỗi lần gặp con á mà dì khóc như vậy á thì làm sao con dám gặp gì nữa. Với lại má mà biết được e rắc rối lắm á. Dì xin lỗi con, dì không nhắc chuyện buồn nữa. Trinh nè. Dạ. Con đi học rồi ai làm việc nhà? Bữa nay má con về quê đón bà ba người làm cũ. Dì Ánh biết không, bà ba này thương con nhất nhà đó. Vì vậy mà nghe tin này con có thêm niềm vui nữa. Bà ba này ở trong nhà của con lâu chưa vậy Trinh? Rất lâu, lâu 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 vậy đó. Đâu từ hồi mà má con chưa đẻ anh Hai Lý nữa. Vậy sao? Trinh à, con có muốn dì Ánh sửa mấy cái áo bằng máy may hay là bằng tay? Vậy chứ dì muốn bằng gì? Hễ con gấp á
thì dì làm bằng máy, còn chưa gấp á thì dì làm bằng tay cho. Sửa bằng tay á dì đem về nhà làm cũng được, tùy dì thôi. Nhưng nếu sửa bằng tay á thì dì làm thử tại đây đi, để con học lớn với. Sao con giống dì quá vậy? Cái gì không biết á thì rất chịu khó học. Được rồi, con đem hộp kim chỉ ra đây, dì làm cho con coi nghe. Dạ. Nè dì. Tình yêu biến hai quả tim làm một. Con ơi, mẹ hy vọng đến ngày con mở mắt chào đời, cha con sẽ quay trở lại đây từ mối chỉ đường kia. Hello? Ai vậy? Ba hả? Dạ, con Trinh nè. Em sao? Trời ơi, chị ba của con xe đụng. Nằm ở đâu vậy ba? Gãy tay thôi hả? Được rồi, để con đi xe ôm vô đó nha. Dạ, con sẽ mang theo đầy đủ. Dạ. Dạ. Dì Ánh ơi, chị ba của con bị xe đụng rồi. Con phải vô bệnh viện ngay bây giờ. Nếu cần, dì sẽ đi cùng con luôn. Vậy cũng được. Có gì con yên tâm hơn. Con vô thay đồ rồi chuẩn bị đồ đạc đi liền. Ba con đang ở trong đó phải không? Dạ phải. Con vô thay đồ nha. Nữ à, cháu ráng uống miếng sữa này vô, để rồi còn uống thuốc nữa, cho mau lành bệnh đi. Dì Ánh ơi, con ghét sữa lắm, con không có uống đâu. Uống đi cháu. Cháu mà không uống á, má cháu buồn đó. Cháu không uống á, dì phải đổ chỗ này. Mà đổ đi như vậy á, tội lắm, cháu biết không? Chút xíu đó mà tội lỗi gì. Không thôi, dì uống giùm con cũng được nữa.
Quan trọng là cháu phải mau bình phục để còn kịp đi thi nữa chứ. Chị Ánh à, con buồn lắm. Không hiểu sao cái số của con lúc nào cũng lận đận lao đao. Năm nào cũng thi cử nhưng rồi cứ rớt xuống rớt lên. Ôi nỗi buồn không tên. Lần này con nghe lời cha mẹ đi thi người đẹp tóc dài nhưng chưa vô cuộc chứ đã rớt dài. Nữ à, thôi đừng buồn nữa con. Biết đâu trời cao thử lòng hiếu thảo của con đó. Tuổi trẻ như con với Thảo Trinh thì phải cố gắng vượt qua, chứ thấy sống cả mà ngã tay chèo nghe con. Dì à, con đâu muốn làm một gánh nặng cho mẹ cha, hay là thiếu chí nản lòng trước phong ba nghịch cảnh. Chỉ buồn cho con sao số phần lận đận cứ chìm nỗi triền miên mà chưa được nên người. Gẫm lại thấy con không biết khóc hay cười. Con được mẹ cha yêu thương chiều chuộng, được mọi sợ sẽ làm sụp đổ bao nhiêu hy vọng. Cả tương lai hồng mà cha mẹ chắc chiêu, buồn biết bao nhiêu khi con đành phụ bỏ. Cháu biết như vậy là tốt rồi. Thôi, ráng uống miếng sữa nữa đi cháu. Dạ, để con uống cho dì vui. Đưa thuốc cho con luôn đi dì.
Ý, trời ơi, thuốc gì mà cáo ngoạm vậy nè? Ớn quá dì Ánh ơi. Thôi, giỏi, giỏi đi mà. Cháu tôi giỏi lắm. Thấy chưa, xong ngay trong vòng 30 giây. Nữ à. Dạ. Để dì dặn Thảo Trinh nấu cháo tim gan cho con ăn chiều nay nghe. Dì ơi, dì đừng có đi. Dì ở đây nói chuyện cho con nghe đi. Tháng sau bà ba lên rồi, dì không có còn ở trong nhà này nữa. Rồi con không biết nhõng nhẽo với ai nè. Thì con nhõng nhẽo với bà ba. Không dám nhõng nhẽo với bà ba đâu. Chỉ có em Thảo Trinh là được bà ba chiều hết cỡ à. Còn như con á, thì thuộc phe của má. Hồi còn anh Hai Lý ở nhà thì ảnh với ba con là một phe. Nhà này chia phe hết á dì Ánh ơi. Có tuyên chiến lần nào chưa cháu? Mới khẩu chiến thôi là đã thấm mệt rồi. Mà dì Ánh biết không, cái phe của bà ba với con Trinh hả, lúc nào cũng chiến bại hết á. Mà tại sao Thảo Trinh không chịu theo phe của ba hay là má cháu? Tại hồi nhỏ đến lớn, bà ba không khác nào là mẹ thứ hai của nó, nên hai người mến tay mến chân lắm. Con nghe mẹ con nói, tại hồi đẻ nó ra, mẹ con không có sữa, nên nó toàn bú sữa bình không à. Dì Ánh ơi, hay là dì ở luôn đây với gia đình con đi, đừng có đi làm móng tay dạo nữa, được không dì? Nếu chỉ có mình dì, thì tính vậy cũng được. Đằng này, dì còn ba của dì nữa, bỏ đi luôn không được đâu cháu à. Dì cháu kể chuyện gì mà thấy vui vẻ vậy? Nữ à. Dạ. Con đỡ nhiều chưa con? Câu bộ nó hơi hầm á, ở cánh tay băng bột này nè má, ngứa quá à, khó chịu gì đâu á. Cũng may là bị gãy tay, chứ bị thương ở mặt á thì. Còn dì là con gái của tôi nữa. Dì Ánh à, tôi có mua gửi bác một chục cam sành để dưới bếp á, chị lấy đem về cho bác nghe chị. Dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Để tôi cho cháu Ngọc Nữ ăn thêm mấy miếng cháo, rồi cái tôi tranh thủ đạp xe về nhà đưa cam cho bà tôi. Dạ được không thưa bà? Coi kìa, tôi nói với chị hoài hả, cứ một điều bà chủ, hai điều bà chủ, nghe sao xa lạ quá hả. Chị Ánh ơi, ngại con người bị tai nạn bất ngờ, mãi nhờ chỉ đến tầm tới, lo cho ngoại chuyện chu toàn, chỉ hết lòng như một người thân. Vợ chồng đề nghị của bà. Dạ. Dạ của cô. Chị, được rồi. Nghe chị nói, tôi thêm ấm dạ, nhưng mối quan hệ đôi bên còn lâu dài. Chắc có lúc tôi sẽ nhờ chị giúp đỡ nhiều hơn. Xin chị đừng bận tâm chuyện ơn nghĩa làm gì. Còn việc ở luôn trong nhà chị, là chưa được đâu. Chị cầm đỡ số tiền này để mua thêm thức ăn cho bác, ráng đỡ đần tôi một thời gian, đừng bỏ đi nửa chừng. Tội nghiệp cho tôi lắm.
Dạ, thì trước khi vô đây, chị có nói tôi phụ đỡ thời gian ngắn, chờ dì ba lên thì tính nữa. Bà ba đang chờ gặt hết đám lúa, quẩn việc thì bà mới lên. Kỳ này chắc lên luôn phải không chị? Bà ấy đồng ý rồi. Tôi mừng gần chết vậy đó. Má, má à, má cho dì Ánh về liền bây giờ đi. Còn ăn cháo em trinh cho con ăn cũng được mà. Cũng được. Vậy chị Ánh xuống ăn cơm trước đi, rồi về chiều qua lại nghe không chị? Dạ, cảm ơn chị. Xin chào chị. Chị đi nha con. Nhớ đem cam và mấy lon sữa đó nghe chị. Con à. Dạ. Con đừng buồn nữa nghe con. Thua keo này, ta bài keo khác. Thôi đi má ơi, đó chắc cũng là cái số. Má thấy không, đi thì chữ thì rớt theo chữ, đi thì sắc thì hỏng theo sắc. Cái tai của con khi nào mà hết băng vậy á? Má cho con đi học nghề nha má. Học nghề? Dạ. Trời ơi, má mừng thiệt đó nghe. Nhưng mà không được. Nguyện vọng của ba má là muốn các con phải có cái bằng đại học. Con cũng rất muốn theo ngành kinh tế mà. Má à, cái nghề mà con muốn theo học á rất phù hợp với công việc của ba má hiện nay. Má biết nghề gì không? Là nghề gì? Chụp hình đó má. Sao? Chụp hình? Dạ. Mà học ở đâu? Ai dạy con? Chú Nhàn. Hôm trước con còn ở trong bệnh viện á, chú có vô thăm. Chú gợi ý với con như vậy nè. Má tưởng tượng thử ha. Sau này tay nghề con rành rồi, mình mở mini lab nè, ngon lành lắm chứ bộ. Rồi hả, mình nhắm được mở luôn một cửa hiệu thời trang áo cưới song song với hiệu ảnh. Thôi. Má xin con đừng có mơ tưởng viễn vông. Nghe qua má đã thấy không có được rồi. Má, sao vậy má? Bộ má tưởng con gái không có cầm máy ảnh được hả? Con báo cho má biết nha, ở thành phố này có hẳn một cái câu lạc bộ ảnh nữ đó nghe má. Chuyện này một mình má không có thể quyết định được. Má, thôi con nằm nghỉ đi. Để má xuống nhà dưới phụ với con Trinh cái đã. Kìa, má. Sao con về giờ này? Có tin gì không con? Ba vô đây, con nói chuyện này cho ba nghe. Sữa là của bà chủ cho, còn đồ hộp á con mua cho ba để dành ăn. Ba à, tính đến hôm nay á đúng 10 ngày rồi đó ba. Con được dịp mai cận kề gia đình người ta, chắc là có nhiều chuyện hay lắm. Từ con kể hết cho ba nghe. Ba đang nóng ruột đây. Ở trên này cô Ngọc Nữ bị nạn, nhờ chăm sóc cô ta mà con được biết bà ba là người làm công hơn 20 năm trời. Như vậy chuyện Thảo Trinh như thế nào? Có phải con ruột của người ta không? Chắc bà ba biết rõ ràng. Nếu bà ấy nuôi nấng ẩm bồng Thảo Trinh, ba còn thêm ra chỉ biết bú bình à. Con càng hy vọng mình sắp tìm được con. Đúng rồi, cái bà này hồi đó trẻ lắm. Hồi nhỏ ai không trẻ, ba cũng vậy. Con ơi, càng gần tới đích càng có nhiều sự kiện thuận lợi. Ba khuyên con nên bình tĩnh, cố gắng kềm chế, để đến khi nào mình gom góp đầy đủ các yếu tố thì mới trình bày sự thật cho người ta biết hả ba? Ba vẫn chưa tin sự việc là dễ dàng như vậy.
chưa chắc gì con của con nó lại đi tin cái bà bá dơ nào đó lại là mẹ ruột của nó. Ba nói con mới nhớ, nó thương ông bà chủ lắm, nó sẽ không tin đâu ba. Anh ơi, nói thì nói vậy, ba khuyên con đừng khóc nữa, hãy gắng bình tâm. Mình vẫn còn đây, vết tích đưa con thường và cả dây trường cảm kết thấy xưa. Ba nói thiệt hả ba? Kéo ta này đây, thiếu nửa trái tim, kỷ vật mà ba công dụ đã lâu rồi, mong rằng nó sẽ là bằng chứng cho con. Bây giờ còn thêm một cách này nữa mà tối hôm qua ba mới nghĩ ra. Một là nếu con biết chỗ buôn bán của họ, con chỉ cho ba đi. Hai là con chỉ nhà của họ, ba sẽ tới ba canh chờ hai vợ chồng ông bà đi bán về. Ba nhìn mặt ông bà coi có đúng là hai vợ chồng người đó không. Con chưa biết cửa hàng, nhưng mà theo con ba đến nhà hay hơn. Khoan, đến nhà bây giờ sao được? Không phải vô nhà, mà con sẽ chở ba đi đến đó, chỉ nhà cho ba biết, rồi ba ngồi ở quán nước đối diện canh hai ông bà về nghe ba. Thôi đi liền bây giờ con. Ba gấp vậy sao ba? Tổ cha nó, nó mới hầm tôi kéo vài ngày là nó chết, bây giờ kêu làm liền thì nó. Thì gấp cũng được. Đi ba, con ra trước, ba đóng cửa nghe. Trời ơi, ba ơi. Ơi, cái xe đạp của con nó mất tiêu rồi. Trời ơi, cái xe đạp mới dựng tức thời ở đây mà. Trời ơi, ba ơi, nó mất rồi, mất nó thì làm sao con kiếm cơm được. Trời ơi, tổ cha nó, chưa kiếm được cháu ngoại thì mất xe đạp rồi. Thôi để ba báo công an kia đi chứ. Làm sao tôi yên tâm cho được khi con nhỏ muốn theo anh ấy học chụp hình. Đây rồi không kềm chế được, anh để lộ ra cho nó biết. Nhất là cái bữa sáng gặp nhau ấy. Không được, mình phải dứt khoát mối quan hệ không trong sáng này. Alo, anh Nhàn có phải không? Vâng, nhiếp ảnh Thanh Nhàn đây. Xin lỗi, ai đó? Xuân đây. Xuân, em ra, có chuyện gì đi em? Anh đã rút tên Ngọc Nữ ra chưa? Rồi em à, có chuyện gì không em? Đến với anh đi, anh nhớ em quá à. Đến với anh nghe em. Anh Nhàn à, có phải anh bày cho con gái em ba cái vụ học chụp hình phải không? Hoàn toàn là thiện chí. Xuân ơi, nếu em muốn biết thêm chi tiết hãy đến chỗ của anh. Anh đang đợi em đến nè. Đến ngay nghe em. Bye. Hôn em nghe. Alo. Trời ơi, không biết anh ấy là người như thế nào nữa.
Nhưng cho là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải chấm dứt, chấm dứt ngay cái tình cảm tội lỗi này. Alo, tôi nghe đây. Alo, tôi là Ánh nè chị. À, chị Ánh đó hả? Có chuyện gì vậy chị? Ờ, chị ơi, tôi bị kẻ gian lấy mất chiếc xe đạp rồi, nên xin phép chị cho tôi tới trễ một chút nghe. Chị để đâu mà mất? Tôi dựng trước hiên nhà. Thôi, chị đừng buồn, đi xe ôm qua đây rồi tôi gửi tiền lại cho. Còn cái xe hả? Để tính sao đi. Thôi nghe chị. Trinh ơi. Dạ. Trinh ơi. Dạ. Xuống đây con. Dì Ánh bị mất xe đạp rồi con à. Trời, dì mới điện thoại cho má biết để xin phép qua trễ. Tội nghiệp dì ấy quá vậy. Dì có chiếc xe đạp để đi làm mà. Đây rồi mai mốt không có làm cho nhà mình nữa, rồi xe đâu dì ấy. Má cho con hay, để coi công chuyện gì đó con cứ làm trước đi. Còn cháo có chưa con? Dạ 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 có rồi má. Múc đưa lên đây để má đốt cho chị nữ ăn. Má chờ con nha. Có liền à. Cháo nè má, con nếm vừa ăn rồi, không có cần phải thêm gì nữa đâu. Tội nghiệp dì Ánh quá. Nghe tin này sao tôi cảm thấy giống như là mình bị nạn nha. Hay là mình báo cho ba má biết, rồi mình đập ống heo này ra nè, coi được bao nhiêu tiền cho dì Ánh mua xe đạp để dì Ánh đi làm. Chắc chắn ba má sẽ ủng hộ mình mà. Giải trời cho đúng hai vợ chồng ông Luận với cô Xuân. Đây là tờ giấy. Nửa trái tim của miếng chéo tả còn nằm đây. Nếu đúng là ông ấy thì phải làm sao? Chạy theo níu áo ông ấy lại. Không được, ai lại ấu trĩ như vậy? Mà cái con Ánh này không sâu sắc chút nào hết. Ở trong nhà người ta cả chục ngày, không biết tên thiệt của họ là gì. Thiệt là vô ý vô tư. Bố ơi, trả tiền cà phê bố ơi. À, xin lỗi chú em. Đây, tiền đây. Đủ rồi ha. Tôi nhớ hồi đó ông Lụng này đâu có mập như bây giờ. Thôi rồi, đi vô nhà rồi, chưa kịp nhìn mặt nhìn mày ông. Trời ơi, Ánh ơi là Ánh. Ba cũng vô ý vô tứ như con vậy. Alo. Dạ, ông cần gặp ai? Dạ, làm ơn cho tôi gặp bà Luận, mẹ của Ngọc Nữ. Ờ, dạ, ông chờ một chút. Dạ, thưa bà, nhưng mà có bà Luận ở nhà không ạ? À? Bà là ai vậy? Dạ có, nhưng bà Luận ở trên lầu. Kìa, có chồng bà ấy mới về, ông nói chuyện với ông ấy nghe. Thôi thôi thôi, thôi thôi khỏi, không cần đâu, cảm ơn nha. Ai gọi điện gì chị Ánh? Dạ có tiếng của cậu nào á, muốn gặp dạ gặp cô Ngọc Nữ nè. Em coi con Nữ đó nghe, suốt ngày hết người này điện đến người khác điện. Thằng nào đó nó biết anh về nên nó cúp máy đó. Ai gọi điện cho con Nữ vậy chị Ánh? Dạ có tiếng của cậu nào đó. Cậu đó hỏi cô Nữ. Tôi nói cô ấy ở trên lầu. Rồi cái dạ cậu ấy cúp máy liền hả? Dạ thưa ba má, chuyện gì Ánh mất xe đạp cả nhà mình biết rồi. Bây giờ con xin phép ba má, nhân danh đó là cháu của dì Ánh, con đã đập ống heo tiết kiệm tiền chợ, nhưng
chỉ được có 30 ngàn à, không có đủ. Vì vậy con cầu xin ba má với chị nữ giùm thương, nhịn ăn sang cho dì ảnh một chút tiền, mua xe đạp đi làm cho đỡ cuốc bộ ba má ơi. Nhỏ này thiệt. Chà, cô bộ có khiếu vận động quá ha. Không biết anh thế nào, chứ em thì em ủng hộ cho chị đó. Bao nhiêu? Nói luôn đi. Nửa chiếc, được không? Còn con thì sao hả nữ? Con gấp đôi của em Trinh á. Cũng chưa đủ. Ờ, vậy phần ba bao nhiêu giá ba? Nguyên chiếc. Khoan ơi. Chưa hết, nghe cho kỹ nè. Nguyên một chiếc Honda đời 78. Khoan ơi, khoan ơi ba, khoan ơi ba. Với một điều kiện, dì ảnh phải ở trong nhà mình, phụ việc nhà với bà ba. Dạ, tôi cảm ơn ông chủ. Nghĩ cũng tội nghiệp cho vợ chồng của ông chủ này. Coi vậy mà ăn ở hiền lành, biết làm phước. Nhưng không hiểu sao, càng quý họ chừng nào, tôi lại càng thương Thảo Trinh gấp bội. Đẹp người đẹp hết làm sao, đến nay nó cũng chưa biết sự thật về cuộc đời bất hạnh hẳn yêu. Cội nguồn mẹ cha ai là huyết thống ruột rà, chẳng lẽ tôi nói ra sự thật cho nó tường. Như vậy là phụ lòng tin cậy, mấy chục năm trường ông bà chủ quan tâm. Nhưng trời ơi, tôi làm sao quên cho được cây bụi chiều mưa gió cuồng phong, đưa trao sơ sinh trong vòng tay ngoài già, đôi rẽ lang thang giữa đường phố lạnh buồn. Đúng ra là tôi cũng không muốn trở lên đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại mình càng lớn tuổi, lòng tự trọng lớn theo, chứ đâu có ai dám nặng nhẹ gì. Với lại hơn một năm trời về ở dưới quê, nhớ Thảo Trinh nhiều hơn là nhớ ông bà chủ. Nghe nói tại tôi nghĩ Trinh con nhỏ phải nghỉ học để ở nhà chợ búa cơm nước, tôi thương nó quá, lật đật trở lên cho nó được đi học tiếp. Ờ, mà nghĩ cũng lạ, tưởng nơi nhà ngõ không có người, nào dè đã có cô Ánh. Nhưng mà họ vẫn thấy cần tới mình. Nghe đâu ở nay mai cô Ánh được ra cửa hàng để coi phụ với ông bà chủ. Ủa, dì ba, dì ba đang nói chuyện với ai đó? Có cần cháu phụ không? Công việc của cháu xong rồi. Ờ, cô Ánh, cô lẹ làng quá à. Việc nhà này đâu có ít mà cô quay qua quay lại là xong liền vậy hả? À? Cháu tổng vệ sinh dọn dẹp mấy ngày nay rồi, mà ba cái đồ lắt nhắt không biết ở đâu mà nhiều quá trời à. Ý, coi chừng đó cháu ơi, vì tích trữ đã lâu lắm rồi. Chai lọ nè, nồi niêu, giữa chén bát đời cũ phải không? Dạ. Hầm bà lằn đủ thứ à, cả cây đinh rồi con ốc nữa. Cháu đã xếp gọn gàng, có những thứ cũng cần loại ra. Cháu có thấy không, nồi bao nhiêu đó băng cũng khắm tiền. Từ cái bếp dầu hôi tới nồi đất và cái trà khô tiêu, bây giờ dễ gì mà có, mà cháu đòi đem đi bán chứ. Vẫn chưa hết đó gì, còn cái tủ gỗ chưa đầy thứ chi. À, cái tủ để dưới gầm cầu thang đó phải không? Dạ, theo gì thì cháu có nên lôi ra rồi xếp lại không? Đồ đạc trong tủ đó chứa toàn ba cái quần áo cũ của mấy cô mấy cậu trong nhà này không hả? Vui lắm nghe không cháu, có cả
cái yếm, cái tả, bao tay, bao chân từ hồi mới đẻ mấy đứa đó. Mà dì nhớ, dì đã sắp xếp gọn gàng lắm mà. Với lại toàn là đồ kỷ niệm. Có cả mấy cuốn rúng của tụi nó nữa đó cháu. Bốn cuốn rúng hả gì? Ơi, cái con nhỏ này hai cuốn chứ sao tới bốn? Cháu tính coi, ông bà mấy đứa con. Nếu vậy thì phải ba cuốn rúng, chứ sao chỉ có hai vậy gì? Thì đúng rồi, ba đứa, nhưng chỉ có hai. Ủa, còn một cuốn kia để ở đâu? Chắc lạc đâu đó. Hay là con với dì soạn ra kiếm lại nghe. Chi vậy? Dì thấy hơi kỳ, bộ cháu tưởng rảnh rằng nay mai cháu còn phải ra cửa hàng để phụ bán. Với lại cái tủ đã khóa rồi, mà lục soạn làm gì, tưởng sao thì đi kiếm cái cuốn rúng. Nhưng mà của con cái người ta, mắc mớ gì cháu phải đi tìm kiếm chứ. Dạ, dạ tại có chuyện như vậy nè. Chừng ba cháu xỉn xỉn sai sai nên nóng đặt chuyện nói liều, muốn bỏ rượu là do mình mà thôi. Gần tới ngày thi mà Ngọc Nữ bị tai nạn, tại sao ta không đưa Thảo Trinh thế chỗ cho Ngọc Nữ? Với lại đã có kết quả tài trợ rồi em à. Bao nhiêu? 20 triệu. Ngày mai sẽ ứng trước phân nửa. Đồng ý là doanh thu có tăng, nhưng chắc gì là nhờ bức ảnh dự thi người đẹp mà anh cứ nghe lời tán dương của cái tài nhà báo không thể nào ưa. Mồm năm miệng mười, còn hơn là mấy bà ngồi ở chợ. Nói thật, tưởng đâu cả 100 triệu thì còn ham. Vợ chồng mình đâu có nghèo vài chục triệu đó đâu. Biết vậy, nhưng quan trọng là tăng cường mối quan hệ rộng hơn. Mới cách đây gần một tháng em thuyết phục anh, bây giờ em đổi ý quay ngoắt 180 độ. Ban tổ chức đã đồng ý cho cô em thế vào cô chỉ để đi thi. Bộ anh đưa con nhỏ đi gặp họ sao? Anh cũng không biết làm sao mà anh Nhàn biết ta còn đứa con gái khác, nên anh liên hệ với anh đó chứ. Anh lỡ hứa đồng ý với cả ban tổ chức, chứ không chỉ riêng anh Nhàn. Em à, anh thấy họ làm việc nghiêm túc lắm. Ngày mai á, hai vợ chồng mình dẫn con Trinh đi nhận tiền tài trợ nghe em. Không, túi nhau đi hết, bỏ cửa hàng à. Thôi, anh đi với con đi, em ở nhà. Xuân à, em thấy có ra dáng nhà doanh nghiệp tư nhân không em? Thấy cửa hàng nhỏ hơn lỗ mũi người ta mà nổ thấy ghét à. Coi chừng á, dám xưng là doanh nghiệp á thì đánh thuế theo doanh nghiệp đó nghe. Mình làm ăn nghiêm chỉnh, chấp hành gương mẫu, sợ gì em? Kim Xuân ơi, cha mẹ ơi, nghe anh kêu đúng tên cúng cơm của em á, ốc bác em nổi cùng mình à.
Có chuyện gì đây nè? Tiền hả? Công tác phí mà em. Tại em không đi, chỉ có mình anh thì tạm ứng vài đồng cứng. Trưa nay có 10 triệu trả lại liền. Bao nhiêu thì nói đại đi. Đồng cứng với đồng mềm, tôi dốt nát, không có hiểu nổi mấy tiếng lóng của doanh nghiệp như ông đâu. Nhiều đó thôi mà. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhiều đó sao đủ uống nước mía. Tiết kiệm quá à. Đây, muốn thì chịu. À, em chọc quê anh ha. Có sao không con? Dạ, con không có sao. Má, nó có sao không má? Thôi, má nó đưa đại cho cha con tôi 2 triệu đi. Thiệt thòi gì đâu. Đây nè, nhớ trưa nay trả lại cho tôi à nha. Đi xuống trước đi con. À, con biết rồi. Ba nhớ thưởng má nhiều nhiều nha ba. Không chịu ha. Thôi được, hãy đợi đấy. Anh đi nha. Đâu rồi? Chắc để quên ở cửa hàng rồi. Bực mình quá. Chị Ánh ơi. Dạ, thưa chị kêu tôi. Chị à, tôi gấp lắm, có việc phải ra cửa hàng ngay. Chị dọn dẹp giùm tôi nha. Cái ông này á, ông bài quá hả. Có bộ quần áo mà lựa tới lựa lui, rồi thấy đồ tùm lum hết trơn à. Tôi tìm đồ của tôi cũng không có được nữa. Dạ, chị để tôi quét dọn cho. Con nữ còn ngủ hả chị? Dạ. Thôi được rồi, tôi đi nha. Dạ. Kìa, dường như cháu bị sao vậy? Mắt mũi đỏ chạch vậy? Con vô ý để cái chéo mền nó quẹt vô mắt đó gì. Ủa, sao vậy nè? Sao mà nằm ở đây? Cái gì vậy dì ba? Tâm tả này, hồi dì còn ở đây thì nó nằm trong cái tủ dưới gầm cầu thang mà. Dạ, hồi nãy gấp quá, chắc bà chủ không biết nó bị kẹt ở đây. Dì ba ơi, sao dì ba biết nó là tấm tả vậy? Cháu Ánh à, bộ cháu không biết. Dì đã ở đây từ khi ông bà chủ còn khó khăn nhiều. Lúc đó họ chỉ mới có đứa con trai đầu. Hai vợ chồng nghèo rất là khổ cực, chạy nợ từng ngày vất vả kiếm miếng ăn. Vậy mà cũng ráng nuôi thêm tôi vì tin cậy. Có người ẵm bồng chăm sóc đứa con trai một, vài năm sau họ đẻ thêm đứa thứ hai. Chén bát đủ đôi, gái trai đủ cặp. Vậy mà nửa chừng bỗng lọt vô con thảo tinh, thiệt là ngộ. Dì nói vậy thật tình cháu không hiểu. Tại sao lại lọt vô mà không phải lọt ra? Hồi vô hay ra gì thì cũng là con nhà này.
cháu có thấy nó giống ai không? Con thì phải giống cha giống mẹ mình, chẳng lẽ giống ông hàng xóm hoặc giống người dân? Chị ba ơi, sao nhiều lúc cháu cảm thấy Thảo Trinh nó có nét giống cháu? Tầm bậy. Thôi dọn dẹp lẹ đi rồi xuống nhà dưới, vì nhờ có một chút việc đó. Dạ. Bắt quả tang rồi đó. Đừng có chối nghe cô Ánh. Thì ra là lòng tốt của ông bà chủ đã bị cô lợi dụng. Cô mở tủ đang cắp tiền phải không? Dì ba ơi, không phải như vậy đâu. Dì ba à, cô buông tôi ra. Dì ba, để tôi gọi điện thoại báo cho cậu mợ biết. Đừng, cô buông tôi ra. Dì ba. Trời ơi, mặt mày cô đẹp đẽ như vậy đó mà tâm địa xấu xa. Nhà này từ mấy chục năm nay rồi chưa hề mất mát dù là một đồng hay là một cắc. Chắc là cô cũng khéo nói khéo ăn lắm đó. Nhìn cô ai lại chẳng lầm. Ngay cả tôi nè còn nhẹ dạ tin cô nữa, đừng nói ai. Dì ba, dì ba ơi, cháu trăm lại gì ngàn lại gì, xin dì hãy thương con. Cô Ánh à, tôi khen cô đóng kịch hay thiệt đó. Cô muốn tìm con sao không ra đường mà tìm? Nhà nhà của vợ chồng người ta con cái đề huề hạnh phúc như vậy đó. Cô vô đi cô đặt chuyện để cho gia đình của người ta rối như tơ vò. Con của cô là ai, đứa nào, cô dám nói không? Trời ơi, những giọt nước mắt của cô ai tính cho được. Dì ba, dì ba ơi, có bằng chứng đi nè. Cháu không dám điêu ngoa. Cái cháu tả cháu còn xem hơn là báo vật. Dì nhìn thử đi rồi ráp vô cái tấm đỏ, nó giống nhau như một. Dì ba ơi, con lại dì ba. Nếu ông chủ kêu, xin dì ba thương, đừng kể chuyện hồi nãy như gì. Thôi, chuyện đâu còn có đó, cô yên tâm đi.
cô lại nghe điện thoại đi. Dạ, cháu cảm ơn dì. Alo. Alo. Dạ, tôi nghe đây. Dạ, thưa ông. Alo, có phải bà Kim Xuân đó không ạ? Dạ, cho tôi gặp bà ấy. Dạ, dạ thưa ông là ai? Bà Xuân không có ở nhà. Ông có gì cần nhắn lại không? Tôi có gọi ra cửa hàng nhưng máy bận hoài. Cô là ai? Giọng nói nghe quen quá. Ờ, tôi nghe giọng nói của ông cũng quen quá. Hay là ông để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi báo lại cho bà Xuân. Dạ, dạ khỏi phiền ông canh máy. Cũng được. Nhờ cô nhắn thế này, nếu bà Xuân muốn cứu con gái thì hãy đến ngay địa chỉ hôm trước. Hả? Ông nói gì? Thảo Trinh bị nạn ở đâu? Alo, alo, ông. Chuyện gì? Thảo Trinh bị nạn à? Ai gọi bị anh? Dì ba ơi, con của con bị nạn rồi. Để con gọi báo cho bà chủ biết. Alo, alo, cửa hàng máy ảnh Kim Xuân có phải không? Alo, ai gọi vậy? Tiếng chị ảnh có phải không? Bà, chị ơi, có một cú điện thoại tiếng của người đàn ông nói là Thảo Trinh đang bị nạn. Nếu chị muốn cứu cháu thì đến ngay địa chỉ hôm trước, đến liền bây giờ. Tiếng của người đàn ông. Chị ảnh, chị nhớ lại coi, có bao giờ chị nghe tiếng đó chưa? Dạ, tôi đang ngờ ngợ, chưa có nhớ cụ thể. Bà chủ ơi, chị Xuân ơi, con gái tôi Thảo Trinh sáng nay đi với ông nhà mà. Mà tôi nhớ rồi, giọng nói này hôm trước có gọi đến một lần. Có phải cái lần mà chị nói trước là tìm Ngọc Nữ không? Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì kêu taxi đi ra cửa hàng ngay bây giờ, rồi tôi với chị cùng đến chỗ đó. Nhanh lên, nhanh lên chị ơi, kẻo không còn kịp nữa. Dạ. Dì ba ơi, dì ba ơi, con gái của con bị nạn rồi dì ba ơi. Chuyện gì mì xèo dưới này vậy dì Ánh? Ủa, sao dì khóc? Bà ba, có chuyện gì vậy? Dì đi với má con cứu Thảo Trinh đi. Ngọc Nữ. Dạ. Cháu ơi, chắc Thảo Trinh đã bị xe đụng. Hả? Đây, đây, để bà xuống đóng cửa. Trời ơi, rồi bây giờ làm sao? Anh, có chuyện gì mà hớt hải vậy con? Ba đến hồi nào? Con gái của con bị nạn rồi ba ơi. Trời ơi, rồi làm sao đây? Ba đi với con. Không được đâu, con phải đi với bà chủ. Hay là ba kêu xe ôm chạy theo nghe ba. Phải ông. Ủa, ông mất không? Còn ba, lần đó phải ba phải sửa cho cháu tụi bố nữa không? Ông ơi, xe ôm bị kìa, ông đi lẹ lên đi. Chuyện cũ mai mốt mà hay nhắc nữa. Đi đi. Tôi đi, mai mốt gặp lại. Bà ba ơi, bà đẹp lắm nha bà ba. Bà đẹp lắm. Bà, tôi đi. Là con của chị à?
Thảo Trinh nói là con của tôi và cô đó hả? Đâu? Cháu ngoại của tôi đâu? Ba ơi, thằng Mỏi đó ba. Sao? Thằng Mỏi, mày hãy đời con tao. Tao đã thề là tao gặp mày ở đâu, tao sẽ thanh toán mày ở đó. Khoan, ông à, hình như ông là dạ tôi là Thái Quang Sang đây bà. Người mà đã làm giấy bán cháu ngoại cho bà để cứu mẹ nó sống cho đến ngày nay. Chỉ vì cái thằng khốn nạn này đây mà xảy ra cái sự cho mẹ và con phải chịu cảnh ly tan. Gần 20 năm cách xa biển biệt, nhờ ông bà có lòng nhân nuôi dưỡng cháu đến nay. Mày, mày có bộ mặt người mà lòng dạ sói lang. Mày đã làm gì? Mày đã làm gì tổn hại đến con tao? Chưa, chưa đâu. Tôi chưa làm gì nên tội. Trời ơi, sự thật gớm ghê, cha mà định hãm hại con. Mày, mày còn hơn con thú. Không chinh phục được mẹ, mày tính hại đời con à? Chồng tao đâu? Chồng tao đâu? Mày đưa con nhỏ về đây hả? Nói mau. Có lẽ nào sự thật là như vậy sao? Trinh ơi, con của tôi. Trời ơi, suýt chút nữa là ba đã hại đời con rồi. Đã từ lâu tôi không biết thế nào là may ấm gia đình. Tiếp theo mối tình với cô thôn nữ ngoan hiền nhẹ dàng, tôi thấy mình tựa như canh bướm lượn lờ theo mùi hương của các loài hoa đẹp. Tôi cứ dương dương tự đắc khi nọc độc luôn gieo rắc cho từng nghĩ qua tơi tả trong giường. Tôi đã quên đi một mầm sông gửi lại ven đường, từng ánh mắt nồng nàn ngây dài, từng bờ môi khép kêu gọi như che giấu tiếng lòng giả dối trong tôi. Rồi sau những lần say men chiến thắng, từ trong xa vắng của tâm hồn tôi lờ mờ cô nhớ, hình như mình cũng có một đứa con mà không biết rơi rớt nghi từ. Đời người ai biết ngày sau sẽ ra sao? Tất cả hãy vì con trẻ. Ta phải tỉnh táo,
để tìm ra giải pháp êm đẹp. Đừng để cho con nó nuôi hận đến muôn đời. Tội nghiệp cháu của tôi nó đã gặp nhiều bất hạnh. Thằng kia, trong nghịch cảnh này sẽ không có tòa án nào xử tội mày cho xứng đáng. Vậy mày hãy tự xử đi, thằng ngoại. Ba, lương tâm của nó có còn đâu để mà tự xử. Hãy để cho tôi được tự tay trừng phạt kẻ vô lương xem thường đạo lý. Chị Ánh à, chị đừng nóng giận mà hậu quả không lường đó. Em, ủa, có cả chị Ánh và ai đây em? Anh không nhớ sao? Ông Tám Sang, người đã bán. Còn chị Ánh là mẹ của ông Dương Văn Mội, tự Thanh Nhàn. Ông đã bị bắt vì tội giả danh nhà báo, giả danh ban tổ chức cuộc thi Người Đẹp Áo Trắng để làm tiền, lường gạt nhiều cô gái nhẹ dạ. Ngoài ra, chưa kể cái phòng chụp ảnh của ông là nơi giăng bẫy các bà các cô gái để đưa họ vào con đường sa đọa. Không, không cần các người phải bắt tôi. Hãy để cho tôi tự xử lấy mình.